Hello, xin chào quý khán giả. Là nói đầu tiên cho mang tim kính chúc các vị khán giả, các mạnh thường quân trong và nước có một buổi chiều thật là ấm áp bên gia đình và người thân. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2021, thì cũng là ngày hoạt động đầu tiên của Hội Thiện Nguyện BDS về chương trình Tiếp Oxy. Thì cái chương trình này thì nói chung là cũng đã diễn ra rất là lâu, nhưng mà do có sư phụ chương trình là Pháp Hòa cho các bà con đang bị cách ly hay là khó khăn trong vùng cách ly, thì tạm ngưng lại một thời gian. Thì sau hôm nay thì hội sẽ hoạt động lại tiếp oxy cho những bà con đang bị F0 và điều trị ở nhà có triệu chứng khó thở. Thì ca sáng thì mà anh em cũng đã hoạt động xong xuôi rồi, thì giờ bàn giao lại cho ca tối. Thì mang team cũng đã chuẩn bị lên đồ và trang thiết bị như là oxy, quan oxy và những thiết bị cần thiết để cho cái chương trình, cho cái cuộc hành trình suốt đêm nay. Thì giờ thì cũng đã 7 giờ rồi cả nhà ơi, thì cũng đã gần xế chiều rồi. Thì thường ngày á, thì giờ này cũng có ca nối tiếp nhau rồi, nhưng mà hôm nay á, thì nói chung là ca vẫn ít. Thì nói chung là anh em cũng rất là vui khi nhận được cái tin là nguyên ngày hôm nay đi ít ca, và cái số ca để anh em tiếp oxy á, thì cũng đã giảm dần. Thì đó là một cái tin vui đối với tất cả các anh em, và cũng một phần nào đó đối với Sài Gòn. Thì ngày càng giảm để cuộc sống chúng ta trở lại như ngày nào. Thì giờ mang team sẽ xuất phát đi ca tối, và sẽ chờ đợi có ca nào thì mang team sẽ tiếp nhận đi. Thì mong rằng mang team lên 10 bình oxy trên xe nguyên cả ngày hôm nay, cả tối nay sẽ không tiếp bình oxy nào cả. Đó cũng là một lý do, cũng là một cái nói sao ta, cũng là một cái nguyên nhân để mang team lên nhiều thì mà nhiều, nhưng mà không phát cho ai hết, để chứng tỏ là bà con đang khỏe mạnh, đang thở, nhịp thở rất là điều hòa và khỏe mạnh, nên không cần cái tới cái bình oxy của Hội Thiện Nguyện BDS nữa. Thì ngày nào cũng vậy, thì nói chung các anh em sẽ rất là vui, rất là nghĩ tới một ngày đó gần nhất, như là một ngày hai ngày đó sẽ không còn chương trình tiếp oxy như thế này nữa, và mọi người đều khỏe mạnh, không còn nghe những cái con số nó nhảy vọt, rồi số ca tử vong đều giảm xuống, số ca nhiễm giảm xuống như vậy. Thì Sài Gòn của chúng mình, Sài Gòn của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, và sẽ sớm quay lại cuộc sống nhộn nhịp như ngày nào. Kẹt xe, rồi những bán hàng rong, rồi những như những cuộc vui chơi cuối tuần, đi dạo hòa, đi phố đi bộ gì đó, thì nó sẽ vui hơn nha cả nhà. Thì mong rằng Sài Gòn mình sẽ chiến thắng đại dịch này sớm nhất có thể. Rồi, xin mời quý vị khán giả và các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng đồng hành với mang team trong suốt hành trình từ 7 giờ của ngày 20 tháng 9 năm 2021 cho đến 7 giờ sáng của ngày 21 tháng 9 năm 2021 nha cả nhà. Rồi, trong suốt hành trình này thì có cái gì diễn biến đó thì mang team sẽ quay và sơ lược cho mọi người coi. Nếu mà không có thì nửa khuya mang team sẽ lên tâm sự với cả nhà về chuyện như thế nào đó, cuộc hành trình của các anh em đi phát quà hay là những đi tiếp oxy như thế nào đó cho mọi người tiếp ha. Chứ thời gian rảnh thì không biết nói gì hơn. Thôi thì lên đường thôi nghe cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều ăn thật ngon và có một giấc ngủ thật là sai rồi.
rồi đi thôi cả nhà ơi. Bây giờ thì cũng tới gần tới nghe cả nhà, giờ điện người nhà ra dẫn đường vô nha mọi người. Alo chị ơi, giờ em tới ngã tư Bà Lát rồi nè chị. Rồi em đón đường tới nhà trẻ Quỳnh Hương rồi anh giờ anh ghé ngay cái chỗ đó không có hiểm đi vô anh. Em tới nè. Nhà trẻ Quỳnh Hương là mình nằm trên đường Vĩnh Lộc luôn ha, nằm ở trên đồ còn đường tính là 10 chị. À tính là 10 á anh, mà mình chạy tới cầu Gò Đất là đi thẳng luôn. À qua cầu Gò Đất mình chạy thẳng lên tí phải không? Dạ dạ dạ. Rồi người nhà ra đón giùm em nghe xe em tới nè. Rồi đường mình đây bị gào rồi mọi người ơi, nó không cho vô nên phải đi đường nhập hẻm vô. Còn không biết đường hẻm nó có vô được hay không thì xin mời quý vị khán giả cùng đón xem nha. Kiểm tra dịch bệnh, khai báo y tế ngay trường mầm non. Rồi kính thưa quý vị khán giả, thì do đường hẻm có cái cây gạo trên trước đó mọi cả nhà, nên thấy xe mình vô không được, nên giờ phải bắt buộc với người nhà phải chở cái chị bầu này ra. Nhưng mà nghe nói chị bầu này sắp sanh, đi cũng khá là khó khăn, giờ em cũng không biết sao luôn, nên hãy kêu người nhà cố gắng kè chị bầu ra, thì kè được chị ra hay là đưa chị lên xe Honda đi ra cũng được, để mình lên xe và đưa chị đi sớm nhất có thể. Bây giờ mình cũng đã chuẩn bị băng ca, cũng có đem theo 1-2-3 bình oxy để khi nào mà chị có cần oxy thì mình cho chị thở luôn nha cả nhà. Thì giờ mình sẽ vô trong luôn, mình vô trong để coi tình hình của chị bầu này như thế nào, rồi mình sẽ hướng dẫn cho người nhà tiếp tục nha mọi người. Thì giờ mình team cũng đã vô tới, người nhà đang xách đồ ra, mới có chồng con gì theo không thôi. Đồ này là đồ của chị bầu hả em? Dạ, của chị bầu. Của chị bầu hả? Ủa chị đi một mình hay sao? Bây giờ alo em hỏi mẹ, giống như là từ Úc đi về mà được 8 ngày rồi, mà giờ cái gì hai là phải để mổ. Phải có người đi theo phía tên mẹ em đi theo luôn hả? Được, có người nhà mình có chồng con gì không? Có chồng theo không? Dạ không, có chồng ở dưới quê. Chồng dưới quê hả? Dạ. Ủa sao vợ có bầu mà chồng ở dưới quê? Vợ có bầu lên đây làm sao có bị kẹt Covid á, dịch Covid cái ở dưới quê cũng bị kẹt luôn. À. Không có lên được. Vậy đó hả? Dạ. Giờ cô chị là phải mổ. Có đi khám rồi phải không ạ? Rồi thì có một người nào đi theo hồi để hỗ trợ cho chị, là chăm sóc cho chị nha. Rồi rồi cố gắng mình đưa anh đi. Mà em đi cách ly về rồi, giờ em đi chung hết được không vậy? Chị có giấy xuất viện không? Không có. Dạ, có đem cái giấy xuất viện không nha. Lấy giấy xuất viện đâu. Dạ đi đem đồ ra ngoài đi rồi. Đem. Đây đưa anh cầm phụ vô. Rồi ok. Rồi chạy lấy giấy. Lấy cái giấy xuất viện để người ta hỏi mình biết đường mình trả lời. Mình chỉ nhả lâu chưa mà giờ mới điện tụi em. Trời sáng không có điện. Sáng. Dạ dạ. Nó bật không có điện luôn á. Dạ. Đỡ chị lên giùm em đi. Rồi chị qua đây chị nằm đi vô cho dễ. Rồi dựa lên cái ghế, em có đẩy cái ghế cao lên cho chị ngồi cho dễ đó. Dạ, cảm ơn. Dạ.
Vậy là chị ruột luôn hay sao? Vậy như chị ruột. Dạ. Giờ chị em lên đây làm mướn là thế nào cũng khổ. Dạ. Bây giờ cái mùa dịch này tụi em cũng tiện bạc vậy chứ. À. Rồi ở bên đây có hỗ trợ cho mình gì không? Dạ, hỗ trợ gạo rồi có. Hỗ trợ gạo, có hỗ trợ đồ ăn thức uống không? Dạ có. Dạ. Em vô chọn em coi bé kia lấy cái giấy xuất viện cho cô như thế nào nha. Chị đi cách ly về mà bao lâu rồi? 8 ngày. 8 ngày hả? Dạ. Em còn thứ hai là em đi test lại. À. Ủa thì trong lúc chờ đợi bé nó đem cái giấy xuất viện ra thì chị cho em hỏi vài câu được không ạ? À, gia đình chị quê ở đâu? Quê ở Sóc Trăng, quê chồng ở Sóc Trăng. Quê chồng ở Sóc Trăng. Rồi chồng chị ở dưới làm cái gì? Đi làm mướn. Làm mướn. Còn chị lên đây chị làm nghề gì? Chị cũng đi làm mướn. Làm mướn mà làm nghề gì đó chị? Đi làm cho hãng lựa giải á. Lựa giải, mình làm lâu chưa? Làm cũng được mấy tháng rồi, cái bắt đầu dịch rồi chứ nghỉ. À, rồi thu nhập cá nhân của mình ổn không hay như thế nào? Ngày có 100 mấy ngàn. Ngày 100 mấy, rồi từ lúc mình có bầu vậy là bên công ty hay là... Mình làm tư nhân. Tư nhân hả, không có bảo hiểm gì luôn? Không có gì á. Dạ. Rồi làm xong cái mùa dịch á, cái nó công ty đóng cửa, nó không làm dạ. nữa. Rồi thất nghiệp mấy tháng trời, rồi ở dưới nhà trọ dưới kia kìa. Dạ. Nó đuổi. Dạ dạ. Rồi vô dịch đó, giờ tháng 7 vô dịch đó, rồi bắt đầu nhà trọ ta đuổi, ta giữ đồ lại, rồi bà chị nó thấy vô bứng bên đây ở với chị. Dạ. Là mấy tháng nay rồi. Dạ. Thành ra không có đi làm đi gì có tiền nha. Rồi thôi hả, tâm sự mọi người chứ xíu có giấy ra rồi thôi em cũng chẳng đưa tranh thủ đưa chị đi lên. Dạ, rồi có dạ, gì em sẽ tâm sự với chị như sao ha. Dạ cảm ơn. Rồi ok. Kính thưa cả nhà, thì giờ hả mang tim cũng tới rước được chị bầu lên tới xe. Và sẽ giờ sẽ di chuyển ra tới bệnh viện Hùng Vương nha cả nhà. Thì hoàn cảnh của chị bầu này, nó nghe chị tâm sự sơ qua thì cũng rất là thương chị. Do dịch bệnh thì hả vợ chồng cách xa nhau, giờ hả tới đi sinh nở thì cũng không có chồng ở kế bên, thì cũng nhờ giả anh chị em ở trong gia đình đưa đi. Do dịch thì chồng chị ở dưới quê ở Sóc Trăng đó cả nhà, không có lên chăm sóc cho chị được. Thì hồi đó thì chị ở dưới nhà trọ dưới kia, do dịch bệnh rồi chủ trọ hay là như thế nào đó, câu chuyện mình không biết nói là có thật hay không, thì chị nói là ở nhà trọ, thì ở dưới kia rồi không có tiền đóng tiền nhà trọ rồi mới lên đây ở với chị, một người chị, cái người chị đang đi theo để chăm sóc cho chị bầu này luôn. Thì giờ mang tim sẽ tranh thủ đưa cho chị bầu này lên tới bệnh viện Hùng Vương rồi nhập viện, rồi sau đó nếu mà có thời gian rảnh thì ở lại tâm sự với người chị của chị bầu này một chút xíu, rồi mình sẽ tính tiếp nha cả nhà. Rồi thôi, giờ em sẽ tranh thủ em đi, thì mời quý vị khán giả cùng đồng hành với em nha. Bên tay trái của chúng ta là bệnh viện Hùng Vương nha cả nhà. Thì giờ 2 giờ em cũng đã tới mình được bệnh viện Hùng Vương. Ok thì đi tiếp. Đây, giờ mình sẽ vô phòng cấp cứu. Bệnh nhân
nha. Mòm chị về dìu chị xuống đi, em lấy đồ cho. Đợi để em gấp nha, đợi em đừng ngủ. Chị dìu chị bầu xuống đây em. Thì giờ hả, Mang Tiên cũng đưa được chị bầu lên tới bệnh viện Hùng Vương. Và chị bầu thì trong đó người ta sẽ có người chăm sóc nên người nhà sẽ không được đi theo. Thì cái đó thì em không biết như thế nào. Thì đây sẽ tâm sự với người chị của chị bầu, thì coi tình hình như thế nào rồi sẽ tính tiếp nha các nhà. Thì chị cho em hỏi dạ. Mình tên gì chị có cho biết anh biết tên được không ạ? Dạ em tên Đoàn Hiếu Anh. Ờ, quê quán chị ở đâu? À, em ở Tân An, Trà Vinh. Tân An, Trà Vinh. À, chị là quan hệ như thế nào với chị bầu hồi nãy à? Nó là em gái. Em nó gái. Tên là Đoàn Thị Tiến. À, là em ruột luôn hay sao chị? Hay là em bà con hay như thế nào? Nó mà nói ra là nó là em bà con, nhưng mà nó không có cha từ nhỏ. À. Rồi cha mẹ em á là làm giấy tờ là nó đứng tên em hết. À. Rồi bây giờ nó có chồng ở bên Sóc Trăng á. Rồi bây giờ nó được nó mổ được ba lần mà nó bốn đứa con. Rồi á bây giờ á là nó bị có bầu cái này á là nó ngoại muốn nó không biết. Rồi cái tới lúc nó bự rồi nó lên đây để làm nó không biết, nó lên đây để làm. Đi làm xong rồi cái bụng nó càng ngày càng bự thì mới biết nó là nó có bầu. Rồi bây giờ á là coi như là rồi nó bầu cái chỗ làm của nó đó là tư nhân, cho nên nó cái vô nó lên đúng là cái mùa bệnh đó, cái người ta không có làm nữa. Rồi cái nó mướn nhà nó không có tiền trả, rồi chủ nhà mới đuổi ra không cho ở. Rồi đó, rồi em thấy em út vậy rồi khổ quá thôi em đem về em nuôi. Thì em nghĩ là nuôi rồi á là tới cũng như là hết mùa bệnh này em để cho nó về quê. Nhưng mà bây giờ á hả, trong mùa dịch này không có về được. Rồi em thì cũng không có tiền, rồi nó cũng không có tiền luôn, rồi em nuôi nó tiền này tiền nọ là em lo hết ăn uống hết đó. Rồi bây giờ hả, nó chuẩn bị nó trễ dạ thì em cũng không có tiền. Bây giờ nói chung là gia đình em cũng rất là khổ, con em mà cũng không ai đi làm hết trơn á. Chị nghĩ từ dịch tới giờ là bao nhiêu tháng rồi? Em nghĩ từ cái bữa em bán cái số, rồi từ cái ngày mà em cái số ngân là em nghỉ luôn. Yeah. Rồi trong cái lúc thời gian mà bị giãn cách mình không có được đi bán vé số hay làm gì được có tiền á. Dạ. Yeah. Mình có được hỗ trợ gì không chị? Mà hả là em không có tiền gì hết đó. Rồi nói chung là cũng khổ mà. Lâu lâu thì nhà nước cũng cho bịch gạo với bịch rau vậy đó. Cũng có hỗ trợ rồi rau rồi thực phẩm để mình. Dạ lâu lâu vậy cho bịch gạo với bịch rau. Dạ. Đó, cái rồi em hổm gài rồi nha, không có còn hỗ trợ nữa. Rồi hỗ trợ cái tháng trước hay gì đó. Đó thì có, tháng này thì cũng có. Rồi với là coi như là em được hỗ trợ được 1.500.000. Và lúc mà em bị bệnh á là ta đưa em đi cách ly á là cái 1.500.000 đó. Mà chủ nhà đó có cho em mượn 1.000.000 để mua thuốc đủ uống thêm. Là em cầm 1.000.000 để mua thuốc rồi em vô trỏng với con gái em. Xong rồi cái là em ở đó bà, cái lần người ta được hỗ trợ được 1.500.000 thôi. Rồi bà, chị chủ nhà chị lãnh giùm em. Rồi chị mới nói là chị cũng đi cách ly về nên chị cũng không có tiền. Chị nói là chị chỉ lấy lại 1.000.000 nha. Rồi còn 500 thì đưa cho em. Thì lúc đó thì chị nói vậy là ra ngoài sau là em được xuất viện về. Thì bắt đầu chị đưa cho em 500 thì em cũng đi mua thuốc rồi thêm uống ở nhà tại nhà. Đó, rồi cũng như ở nhà lúc mà cho gao rồi đó. Rồi em còn gao lại thì gia đình coi mang.
chỉ người ta có cho ăn chục trứng á, rồi để dành đó là gia đình em ăn thôi. Chị là được bao nhiêu người con? Dạ em thì được ba người con. Lớn hết chưa chị? Ba đứa con em cũng lớn rồi, một đứa thì nó em nuôi nó nhỏ lớn rồi, xong rồi nó hai mấy tuổi nó về bên cha ruột của nó, em với chồng em thôi, sao em mới lấy chồng sao là được bé Út. Rồi còn đứa lớn nhất á thì nó bị tâm thần, bây giờ nó về quê á, cái rồi bây giờ nó dính bệnh nó dưới rồi nó ở nhà cậu của nó. Thì em ở đây với em với con bé Út em, mà bé Út em cũng nghỉ làm luôn, tại cũng làm tư nhân á, người ta nghỉ rồi mình cũng nghỉ luôn. Đó, với bây giờ ở đây với thằng cháu trai em của thằng thứ ba. Rồi giờ ổng ở đây em cũng nuôi luôn. Rồi chị cho em hỏi cái chị bầu á, hồi nãy em có nghe nói là chị nó có ba người con. Rồi ba người con á lớn cho chị như thế nào? Là anh hỏi em mà ba đứa con đó. Ba đứa con của chị bầu á. Là bây giờ nó ở với cha nó ở dưới quê á, cha nó đi làm nuôi nó. Thì con này nó mới lên đây nó làm nè, nó tính kiếm tiền về phụ nuôi con nó hay sao đó, ở dưới đó có việc làm hay sao em không biết. Rồi nó lên đây thì nó mướn nhà riêng rồi nó mới ở nhà riêng, rồi bắt đầu nó đi làm. Thì em ở dưới này, em ở Bà Lát, nó ở Cầu Sáng. Rồi cái đầu thời gian nó không làm chặt chuột, sau đó em không biết, là cũng như khi làm khi nghỉ, khi có hàng khi không á. Cái nó không có tiền đóng tiền nhà trọ, cho nên nó hả là người ta đuổi nó ra. Mà em thấy em Út nó khổ vậy, rồi trong cách ly nữa, trong thời gian cách ly nó không có chỗ ở, thì em mới đem về nhà em nuôi. Mà cho em ý em hỏi á, là ba người con của chị bầu á lớn chưa? Mấy tuổi à? Một đứa nó sanh đôi. Nó sanh đôi một cặp trai. Ủa không biết phải không nè. Còn bây giờ là ba đứa con á, lần đứa mười mấy tuổi rồi. Hai đứa mười mấy tuổi, còn một đứa là 6 tuổi bây giờ đang ở nhà của em. Một người 6, một đứa 6 tuổi. Dạ. Ở chung với chị. Dạ. Và hai người còn mười mấy tuổi á, là ở chung với cha. Dạ đúng rồi. Là cha ở dưới là đi làm đụng nuôi loại hay sao? Dạ nó cũng đi làm mướn. Rồi gia đình cha chồng của chị bầu á, ở Sóc Trăng hả chị? Dạ Sóc Trăng. Rồi hả, chị bầu trên này đi làm á, trong cái mùa dịch đó là ngưng. Rồi hả, lúc trước khi dịch á làm á, chị biết là cái thu nhập của chị bầu được bao nhiêu không? Em nghe nó nói là làm một ngày được 170 ngàn. Dạ. Đó là tao bao ăn uống hết luôn hay như thế nào? Dạ em cũng cái đó là em không hỏi, tại nhưng mà em nghe là hình như là người ta cũng có bao ăn chứ chưa. Dạ. Dạ ngày là được 170 ngàn. Nó làm được mấy tháng rồi trả tiền phòng đường này nọ, rồi cái thời gian rồi không có tiền, nó không đủ tiền đó, sao trả sao không biết. Thì bắt đầu mấy chủ nhà mới nói là bây giờ không có tiền thì người ta không cho ở nữa, người ta đuổi ra, người ta lấy đồ trừ tiền. Nó còn thiếu tiền trọ người ta 1.3 triệu. Rồi bắt đầu á, người ta mới nói nếu mà không trả tiền nhà thì người ta không trả, người ta đuổi ra, rồi người ta lấy đồ của nó trừ tiền đó. Chị có thể cho em hỏi thêm một câu nữa không ạ? Dạ. Chị có biết là tại sao hai vợ chồng của chị bầu này là cách xa nha không? Một người ở Sài Gòn, một người ở quê. Thì nói chung là hai vợ chồng nó chắc cũng cắn đắng cái gì đó em không biết, em không có hỏi chứ quan tâm mấy chuyện đó. Rồi nhà này nó mới nói vậy, nếu ông nói vậy thì nó nói là ông nói vậy thì thôi tôi đi lên thành phố tôi làm để tôi kiếm tiền về hả, tôi lo cho mình với thiếu nợ thứ nào gì đó em không biết. Rồi bả lên đây thì bả làm mấy ngày thì bắt đầu hả, mấy sẽ đâu là mấy tháng chứ mấy ngày, mấy tháng rồi là bắt đầu hả, có chuyện là nó rút về, nhưng mà em ít có hỏi đời tư em Út lắm. Dạ tại vì mình nghĩ bây giờ cái trách nhiệm mình bây giờ cũng như là mình là một người chị thì mình không bỏ bê nó được, mình cũng rất là khổ chứ, bán từ tờ ở số mình nuôi bé Phùng nữa đó. Rồi hả, bé Phùng bây giờ hả, cung cấp hàng tháng em phải mua thuốc gửi về cho nó nữa, rồi ở trên này thì nó đi khám bác sĩ. Rồi cái bữa đó đi nó nói con đi bán cái số giùm mẹ, bán số xong ôm tiền về quê luôn. Rồi bắt đầu em ở trên này lo trả tiền cho người ta, rồi nó về dưới cái nó về nhà cậu nó, rồi nó ở dưới. Rồi ở dưới quê mình còn cha mẹ gì không chị? Em mất cha còn mẹ. Rồi chị bầu cũng vậy luôn.
mà con bầu nó cũng mất cha từ hồi nhỏ lần nó cha mất nhỏ luôn, cũng còn mẹ, nhưng mà mẹ nó dưới giờ cũng khổ, mẹ nó cũng không có đi làm mướn cho người ta, là tháng là được 3 triệu, mẹ nó làm tháng được 3 triệu mà hả, rồi thì làm rồi ăn vậy đó, rồi xong rồi hả, nó bây giờ là thả cũng không có tiền rồi, nó mà chồng nó cũng không có tiền để gửi lên cho nó. Bây giờ nó khổ sở vậy đó. Dạ, rồi em cảm ơn những lời chia sẻ thật tình của chị. Dạ. Thì giờ là chị cho em hỏi là giờ chị về hay là sao ạ? Dạ em cũng biết về sao luôn. Mình đây giờ có rapper. Thì giờ em sẽ chị kêu xe ôm đưa chị về dưới như thế nào không được không? Hồi sớm là em không có tiền thì vậy cho rồi cái mà ông chủ nhà em á, ông mới cầm qua cho mượn. Cho mượn bao nhiêu chị? Dạ ông cho mượn á 1 triệu, rồi á với bên em á, nó là con em dâu em á, nó mượn tiền ở dưới quê, tại vì em cũng nói là giờ nhà ở dưới quê nó ở trên nhà em cũng khổ, cái nó nói em dâu em, nó nói bên gia đình nó cho nó mượn. Rồi mượn rồi được mấy triệu, là 4 triệu rồi hồi nãy á, hồi nãy là hồi sáng sớm là 4 giờ sáng á. Rồi em chạy xuống đó em mượn 4 triệu cho nó. Với 1 triệu ông chủ nhà đưa cho mượn nữa. Là chị, được 5 triệu. Rồi chị bầu chỉ cầm gọn gọn 5 triệu để lên đây xin mẫu. Đó dạ. Dạ. Rồi thôi, nói chung là tình hình dịch thì tình hình dịch chung thì dạ. Ai cũng không có công việc làm nên nói giờ chị cũng cố gắng. Nãy em có nghe chị nói là đi cách ly về, người ta nói chưa đủ ngày nên người ta chưa đưa cho vô thôi. Dạ. Thì giờ đó mình cố gắng về cách ly đủ ngày, dạ, rồi 14 ngày rồi mình sẽ cầm cái giấy xuất viện đi lại đúng bình thường. Dạ. Và cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe trong cái dịch này. Em ở trong nhà không à? Dạ. Về mình cũng cố gắng về ăn uống nhiều hơn để có sức khỏe. Rồi hả, mình có xong thì hả, mình giữ đúng nguyên tắc 5K để phòng chống dịch hả? Dạ, hàng ngày em vẫn xong, rồi em có bữa mà về còn từ 500 ngàn mà chủ nhà đưa đó thì em cũng mua thuốc uống, chứ em cũng không có dám làm gì. Dạ. Bữa nay thì em cũng hết rồi. Em cũng hết tiền rồi, nhưng mà xong thì em vẫn xong hàng ngày, ngày nào em với con gái cũng vẫn xong, vẫn uống thuốc. Nhờ trong khu vực của mình nhà trọ nhiều không? Dạ, trong đó như là có 4 phòng trọ thôi. Dạ. Thì cũng có địa phương rồi các mạnh thường quân cho rau củ quả rồi hả, gạo thôi, rồi đồ ăn cũng bình thường. Dạ thì lâu lâu mới có thôi. Hồi lúc mà mấy cái tháng hình như là 2 tháng đầu á, cách 1 tháng rồi cái tháng thứ 2 á là mạnh thường quân hay là ở trên gì đó, nhưng mà tổ trưởng đem vô cho thôi chứ em biết cái đó là em không có biết. Thì nói chung là tổ trưởng muốn lo cho đời sống của mình không? Thì cho 1-2 lần đó thôi, chứ không có cho nhiều, rồi mình cũng tự sống thôi. Dạ. Bây giờ nói chung là tình hình dịch chung hơi cố gắng nha chị. Dạ. Bây giờ em tại về cũng không biết sao đây, đưa kiếm cách cho chị về đây. Kính thưa quý vị khán giả, thì giờ từ nhà thì không được vô, không được chăm sóc, giờ chị kẹt ở đây thì chắc mai team sẽ đưa cho chị về bên nhà lại, chứ giờ bỏ chị ở đây thì cũng không biết sao. Với một phần nữa là tiền bạc hồi nãy chị cũng đưa cho chị bầu để lo cho công việc sinh nở hết trơn rồi, thì giờ sẵn xe ở đây thì mai team sẽ đưa cho chị về luôn. Thì gì đó đưa về gì đó rồi mấy chị sẽ quay về hội em cả nhà. Bây giờ em sẽ đưa chị về luôn, chị lên xe rồi em sẽ đưa chị về ngay chỗ cũ. Rồi thôi chị lên xe đi, em đưa chị về. Đi chăm sóc cho em do cách ly không đủ ngày. Chị mới cách ly, chị mới có 8 hoặc trong giấy xuất viện thì chỉ có khoảng 10 ngày thôi. Nhưng mà quy định thì khoảng 14 ngày. Nên hả, chị phải quay về nhà. Rồi, có gì
Dạ, dạ, rồi, rồi, dạ. Thì kính thưa gia đình, thì giờ em cũng đưa chị hai, kêu là chị hai của chị bầu về tới nhà nha cả nhà. Thì giờ mình sẽ điện cho chị bầu coi sao. Để xác minh lại cái số điện thoại này cũng có phải là số điện thoại của chị luôn hay không, hay là số điện thoại của ai. Để hỏi thăm sức khỏe của chị, vô thăm khám là như thế nào rồi. Mọi người thấy trong tình hình này dịch bệnh rồi, mấy chị bầu cũng vất vả, vô rồi phải test lại rồi phải thăm khám đủ thứ hết. Rồi không biết sao luôn. Alo. Alo nha. Chị ơi, cho em hỏi là chị vô bệnh viện chưa à? Vô rồi chị. Nhập viện vô rồi, cân đang nằm đo tim thai với khám tổng quát nè. Đo tim thai với khám tổng quát có không à? Dạ. Đang đo tim thai, khám tổng quát. Rồi tình hình sức khỏe của chị ổn không à? Chị cũng ổn. Ổn có không à? Đóng tiền ấy, đóng tiền thì trên khám tao đau hết tổng quát vậy đó hả chị? Rồi ủa chị ơi, cho em hỏi số điện thoại này là của chị luôn hay là của ai vậy? Của chị. Số cá nhân của mình luôn không chị? Dạ số cá nhân của chị á. Rồi thôi em thăm hỏi sức khỏe của chị một tí xíu, với hỏi số điện thoại của chị là số điện thoại cá nhân hay là cuốn sổ của ai. Rồi thôi em điện hỏi thăm chị với gọi là thăm sức khỏe của chị rất là nhiều ha. Rồi rồi ok chị. Rồi bye chị nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Rồi thôi sức khỏe của chị cũng khá là ổn nên cũng mừng nha cả nhà. Thì số điện thoại cá nhân của chị luôn. Để về em sẽ hỗ trợ chị một cái phần nào, nói chung là về tinh thần, đưa số điện thoại này lên clip này để các mạnh thường quân hay là các cô các chú, các anh các chị các em gì đó có đồng cảm với hoàn cảnh của chị bầu này, thì chia sẻ chị một cuộc điện thoại hỏi thăm hay là một lời chia sẻ, gửi lời hỏi thăm đến chị, sức khỏe chị hay là một món quà nhỏ gì đó thì giúp chị qua cái cơn đại dịch này, thì số điện thoại đó em sẽ cung cấp cho Alice, ekip ở nhà, thì ekip ở nhà sẽ đưa lên cho mọi người ha. Thì hồi nãy em cũng quên hỏi tên của chị luôn, thì có gì mọi người thông cảm cho em nha. Với lại một phần nữa, em có thật sự là em ăn nói rất là dở nên lời nói không có được lưu loát, nên mọi người thông cảm giùm em. Thì suốt từ 7 giờ đêm của ngày hôm qua cho đến 7 giờ sáng, giờ là 7 giờ rưỡi luôn rồi, sáng của ngày hôm nay, thì anh em không cấp cứu thì có cấp cứu những ca như là có bầu nè, mấy chị bầu nè, rồi hả những người cao tuổi có bệnh nền, chứ còn về tiếp oxy thì giảm hơn, nói chung là giảm rất là nhiều cả nhà. Thì cái điều đó nó rất là vui, đó cũng là một cái tin mừng cải thiện
về cái tình hình dịch bệnh của Sài Gòn chúng ta. Thì rất mong là ngày càng cải thiện như vậy để họ Sài Gòn mau chóng quay lại cuộc sống ngày thường nhộn nhịp như ngày nào. Thì cuối clip Mang Tim xin kính chúc cả nhà của Hội Thiện Nguyện BDS thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này. Đừng ra ngoài khi không có lý do nghe cả nhà. Mình ra ngoài mình cố gắng ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống có cái gì ăn cái đó. Thì chừng nào mà đồ trong nhà hết thì mình cố gắng mình tranh thủ một thời gian nào đó ra ngoài mua đồ rồi tranh thủ đi về. Đừng ra ngoài quá lâu trong cái mùa dịch này. Biết đâu hả mình đi vô tình đụng một cái F0 mình mang quả vô thân nữa. Thôi ở nhà cho an toàn nghe cả nhà. Biết đâu giờ hả 100 người thì xét nghiệm một lần hai lần không ra, xét nghiệm 3-4 lần thì cũng có một ca. Thì biết đâu một ca đó không mình vô tình mình gặp người ta thì sao, mình lại mang quả cho mình nữa rồi về nhà rồi hả làm nhà mình hả để cách ly là khổ thân nữa. Thôi nên ở nhà là tốt nhất, nếu có ra ngoài thì cố gắng về nhà giữ khử khuẩn tay rồi xịt khuẩn kỹ rồi hãy vô nhà nghe không, mọi người. Rồi xin chào cả nhà, về giao ca rồi nghỉ ngơi để tối tiếp tục hành trình đây cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà một buổi sáng thật nhiều sức khỏe nha, bye bye. Và mọi người đừng quên đăng ký 4 kênh của Hội Thiện Nguyện BDS nha. 1 là Hội Thiện Nguyện BDS, 2 là Tám Sang Nhiều Chuyện, 3 là Chiến Cơm Ấm Lòng, 4 là kênh của cô Thủy Cuộc Sống Đời Thường nha cả nhà. Muốn cả nhà yêu quý anh em thì cố gắng đăng ký và subscribe để hội sớm lấy được cái nút vàng về. Nghe cả nhà. Rồi bye bye.